Mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin đáng chú ý về thời tiết. Sau nhiều ngày, thời tiết se lạnh, bắt đầu từ ngày mai, do ảnh hưởng của áp cao lục địa có cường độ suy yếu và lệch đông, nên thời tiết ở miền Bắc sẽ tăng nhiệt. Trời ấm áp và cảm giác se lạnh sẽ không còn. Đến ngày 17 tháng 11, khu vực này sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh mới có cường độ được dự báo là mạnh hơn những lần trước. Ngày hôm nay, vào buổi sáng, các tỉnh Bắc Bộ vẫn còn se lạnh. Tuy nhiên, đến trưa và chiều thì nhiệt độ tăng dần. Nhiều thời điểm trong ngày nhiệt độ đạt mức 30 độ. Sang đến ngày mai 15 tháng 11, do chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa có cường độ suy yếu và lệch đông, kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên các tỉnh miền Bắc trong ngày vẫn có lúc có mưa và mưa rào. Tuy nhiên, cường độ sẽ giảm và trưa chiều có nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 30 đến 32 độ. Đến ngày 17 và ngày 18 tháng 11, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc mạnh, khiến trời chuyển mưa. Gió mùa đông bắc kèm theo mưa sẽ khiến trời chuyển lạnh, vùng núi và một số nơi ở Trung Du có thể xảy ra rét, nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 20 độ. Tuy nhiên, mưa sẽ kết thúc nhanh, nhiệt độ sẽ lại tăng dần trở lại và rét nhiều khả năng chỉ xuất hiện trong ngày 18 tháng 11. Gió mùa đông bắc mạnh sẽ nhanh chóng dồn xuống các tỉnh miền Trung, gây ra một đợt mưa vừa và trời trở lạnh cho các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.